Thưa quý vị, ngay sau khi Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phản ánh về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên tuyến đường Phạm Bạch Hổ và Trần Hưng Đạo, ngày 9 tháng 8, Ủy ban nhân dân phường Lam Sơn phối hợp với hạt giao thông thành phố Hưng Yên đã ra quân giải tỏa các vi phạm. Đoàn đã ra quân giải tỏa các hộ chiếm dụng vỉa hè để đặt biển quảng cáo bày bán hàng hóa không đúng quy định tại hai tuyến đường là đường Phạm Bạch Hổ và đường Trần Hưng Đạo. Tại thời điểm ra quân, nhiều kinh doanh đã tự nguyện tháo dỡ, dọn dẹp hàng hóa, biển hiệu vào đúng nơi quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ chưa tự giác chấp hành di rời. Vì vậy, lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý, thu giữ gần 20 biển quảng cáo. Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của Đài Truyền hình tỉnh qua chương trình ống kính truyền hình về việc người dân trên địa bàn của tuyến đường Phạm Bạch Hổ có lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè, thì Ủy ban nhân dân phường Lam Sơn đã phối hợp với hạt giao thông thành phố ra quân tổ chức thu giữ bảng biển quảng cáo đặt sai vị trí quy định. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục tổ chức ra quân chống lấn chiếm lòng đường vỉa hè.